Nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn sau đại dịch COVID-19, trong chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã dành thời gian để thảo luận dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Với chính sách miễn giảm này, sẽ có khoảng 700.000 doanh nghiệp, chiếm khoảng 93% tổng số doanh nghiệp trong cả nước, được hưởng lợi. Để miễn giảm thuế, ước tính ngân sách nhà nước sẽ giảm thu khoảng 15,5 nghìn tỷ đồng. Tuy hụt thu ngân sách nhưng chính sách này được đánh giá là sẽ giúp thị trường, nền kinh tế sớm ổn định trở lại. Động thái nêu trên của Chính phủ và Quốc hội rất được cộng đồng doanh nghiệp mong chờ. Doanh nghiệp có thêm vốn để duy trì phát triển sản xuất kinh doanh, có cơ hội phát triển, đóng góp nhiều hơn cho ngân sách trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đây cũng mới chỉ là giải pháp ngắn hạn trong năm nay để giải quyết những khó khăn trước mắt. Cùng với việc giảm thuế, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ về thị trường, sớm giải ngân các gói an sinh xã hội, hỗ trợ cho công nhân và đặc biệt là tạo điều kiện thông thoáng, ưu đãi hơn trong việc vay vốn phục vụ sản xuất.